Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng chức sắc đồng bào Công giáo tại giáo xứ Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023. Giáo xứ Ngọc Đồng có 600 giáo dân, chiếm 2/3 nhân khẩu trong thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh. Những năm qua, bà con giáo dân thôn Ngọc Đồng luôn tích cực phát triển kinh tế, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Các hoạt động tôn giáo được tổ chức trên cơ sở quy định của pháp luật. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành hạnh phúc đến linh mục, các vị chức sắc và toàn thể giáo dân trong giáo xứ. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, đồng bào Công giáo tại giáo xứ Ngọc Đồng tiếp tục đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức gặp mặt 8 đại biểu tỉnh Hưng Yên dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12. Tại đại hội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh sẽ chủ trì tổ thảo luận số 1 với chủ đề Sinh viên học tập sáng tạo nghiên cứu khoa học. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản căn dặn 8 đại biểu được lựa chọn từ hàng nghìn sinh viên trong tỉnh đi dự đại hội, đó là niềm vinh dự, đồng thời mỗi đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác tham gia đầy đủ các nội dung theo chương trình đại hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa chúc các đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đại hội. Được tổ chức 3 năm một lần, năm nay, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ hội hoa lần thứ 3, đồng thời tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024. Mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được chính quyền và nhân dân địa phương khẩn trương thực hiện. Điểm nhấn trong khu tổ chức lễ hội là tòa tháp hoa cao 13m với chân đường kính rộng 7m, tọa lạc giữa lòng hồ rộng 2.000m². Tháp hoa dự kiến sẽ được đặt 500 chậu hoa dạ yến thảo đủ sắc màu. Nhiều chủ vườn cũng đã di chuyển cây trưng bày từ sớm. Ngoài ra các hạng mục như đường giao thông, cổng chào, cờ hoa đã được nâng cấp và hoàn thiện trước đó hàng tuần. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Mới đây, lô yến xào chất lượng cao đầu tiên tại tỉnh An Giang đã được cấp phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Để xuất khẩu chính ngạch vào được thị trường tỷ dân này, sản phẩm yến xào phải đáp ứng các tiêu chuẩn hàng đầu như ISO đảm bảo chất lượng cao, sản lượng lớn. Đặc biệt, sản phẩm phải đáp ứng theo đúng các tiêu chí của nghị định thư mà Trung Quốc ký với Việt Nam. Hiện nhà máy tại An Giang cũng là nhà máy duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long tính đến thời điểm này được phép xuất khẩu yến xào chính ngạch vào Trung Quốc. Sau lô hàng đầu tiên khoảng 300 kg, doanh nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 2 tấn yến xào chất lượng cao vào thị trường đầy tiềm năng này. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành, chia sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Chính phủ đã vừa có quyết định số 25 về việc giảm 30% tiền thuê đất năm 2023. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2023, đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất. Nội dung quyết định thể hiện rõ giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất theo quy định, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp. Mức giảm trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Các cơ quan tố tụng tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với hai người là bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng vì có hành vi trục lợi bảo hiểm y tế. Người bị khởi tố là một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và một đồng phạm là nhân viên khoa dược để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, trong 9 tháng của năm 2023, bác sĩ này đã kê đơn, tự ký, thay và nhận thuốc bảo hiểm y tế giúp 53 bệnh nhân dù họ không đến bệnh viện khám lấy thuốc với tổng giá trị gần 900 triệu đồng. Có những đơn thuốc được vị bác sĩ này kê cho một bệnh nhân chỉ cách nhau chỉ vài ngày. Có những bệnh nhân chưa hề đến khám và điều trị bệnh tiểu đường nhưng lại được kê đơn điều trị với liều lượng vượt quá quy định chuyên môn. Vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12, tại phòng VIP 9999 tầng 2 quán karaoke Ruby One thuộc phường An Tảo, thành phố Hưng Yên,
tổ công tác công an thành phố Hưng Yên tiến hành kiểm tra và phát hiện trong phòng có 8 đối tượng đang bài lắc có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng gồm Lý Thanh Thảo, sinh năm 2004, ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Lò Thị Tiên, sinh năm 2006, ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Ngô Thị Xuân, ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; và 5 đối tượng còn lại đều ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, gồm Dương Anh Tú, sinh năm 2002, Đỗ Thị Hường, sinh năm 1989, Nguyễn Đức Hoái, sinh năm 1969, Đỗ Văn Huy, sinh năm 1988. Kết quả test nhanh, 8 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp. Thu giữ trên mặt bàn 1,325g ketamine và trong người Nguyễn Đức Hoái 0,047g ketamine. Hiện Công an thành phố Hưng Yên đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Tại giải đua thuyền U19 và U23 châu Á đang diễn ra tại Thái Lan, vận động viên Nguyễn Thị Vân Anh, đội tuyển đua thuyền Hưng Yên đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung thuyền 4 nữ mái chèo. Vận động viên Nguyễn Thị Vân Anh là một trong số 4 vận động viên của đội tuyển đua thuyền Việt Nam thi đấu ở nội dung đua thuyền 4 nữ mái chèo lứa tuổi U19. Dù không được đánh giá cao bằng các đối thủ khác, song 4 cô gái của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu nỗ lực và về đích sớm nhất, qua đó giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Nhật Bản đang lên kế hoạch miễn phí giáo dục đại học cho các gia đình có từ 3 con trở lên từ năm 2025. Động thái mới nhất trong một loạt các biện pháp khuyến khích tài chính nhằm đảo ngược tỷ lệ sinh đang trên đà giảm của quốc gia này. Theo đó, thời gian triển khai dự kiến từ năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, chính phủ sẽ đưa ra kế hoạch này vào chiến lược cải thiện tương lai của trẻ em Nhật Bản, dự kiến được thông qua vào cuối năm nay. Các gia đình phải có ít nhất 3 con mới đủ điều kiện tham gia chương trình này, vì chính sách nhằm mục đích thúc đẩy một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới. Trước đó, Nhật Bản đã miễn giảm học phí hoặc trao học bổng cho sinh viên đến từ các gia đình có thu nhập dưới 3,8 triệu yên một năm. Với chương trình miễn học phí dự kiến, chính phủ hy vọng sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính cho các gia đình đang gặp khó khăn với chi phí giáo dục. Tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.